Mô hình cờ, thông số thiết lập giao dịch, khung thời gian từ khung M15 trở lên, cặp giao dịch, tất cả các cặp giao dịch ở trên thị trường, các chỉ số thiết lập, khối lượng, volume, quy tắc mở lệnh. Quy tắc đầu tiên là phá vỡ một trong hai cảnh của mô hình. Quy tắc thứ hai, volume của nến phá vỡ phải lớn hơn volume của nến trước đó. Quy tắc thứ ba là đợi backtest lại trendline của vừa bị phá vỡ. Mở vị thế khi phá vỡ một trong hai cảnh của NG1 là khi backtest lại trendline của mô hình. NG2 là khi phá vỡ vùng cản được tạo ra khi break out khỏi trendline. Stop loss đặt tại cảnh còn lại của mô hình. Mục tiêu lợi nhuận là sẽ bằng cán cờ. Và giải thích mô hình cờ sẽ chỉ đánh khi có sự phá vỡ của đường giá diễn ra ở hai cạnh của mô hình, và khi có phá vỡ sẽ đánh theo xu hướng thuận với cạnh của cạnh đó. Nến phá vỡ cần có khối lượng giao dịch lớn hơn các nến ở bên trong mô hình cờ. Hướng dẫn trên TradingView. Hiện tại em đang có đường giá của BNB vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 ha anh em. Thì chúng ta đang có một cái xu hướng tăng, một cái xu hướng được ủng hộ ở thời điểm bữa đó, ngày hôm đó, và có một cái đợt sóng sideways giảm. Thì chúng ta sẽ vẽ cái trendline nối các đỉnh trên của mô hình của đường giá ha anh em, nối các đỉnh trên và các đỉnh trên của mô hình để tạo thành trendline trên mô hình. Và trendline dưới chúng ta sẽ lấy một cái trendline của mô hình nối các đỉnh đáy dưới của mô hình. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có một cái mô hình sideways giảm trong hình thành một cái dạng mô hình cờ ha anh em. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với các quy tắc của chúng ta đang có. Thì đối với mô hình cờ này thì chúng ta sẽ có các quy tắc là đầu tiên là phá vỡ cạnh trendline của mô hình ha. Chúng ta sẽ chỉ đánh khi mà chúng ta có được sự phá vỡ của cái trendline của mô hình ở đây. Thì chúng ta mới có được một yếu tố để vào lệnh ha anh em. Cái thứ hai, cái quy tắc thứ hai đó là volume của nến phá vỡ phải lớn hơn volume của các nến trước đó. Thì ở đây chúng ta đang thấy là các cây nến phá vỡ nè. Chúng ta đang có cây nến phá vỡ có volume tăng đột biến so với khoảng từ ngày 25. Các nến từ ngày 25 ha anh em. Nó tăng đột biến và nó phá vỡ khỏi cái vùng trendline của mô hình. Thứ ba, đợi backtest lại trendline mô hình vừa bị phá vỡ thì chúng ta mới vào lệnh. Thì ở cái trường hợp mà em đang lấy làm ví dụ ở đây ấy, thì anh em thì nó sẽ không backtest. Thì anh em có thể khi mà vừa break out khỏi mô hình ha, thì chúng ta sẽ vào một lệnh nhỏ ở đây. Chúng ta quăng một chiếc dép lên mô hình rồi chúng ta đợi. Nếu mà nó có backtest thì chúng ta sẽ vào thêm cho đủ lượng lệnh mà chúng ta yêu cầu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gồng lên tới target. Thì đối với mô hình này thì chúng ta sẽ stop loss khi mà nó phá vỡ cái cạnh, khi mà nó phá vỡ cái đáy thấp nhất của mô hình ha anh em. Đáy thấp nhất của mô hình. Và target của chúng ta sẽ, vùng entry chúng ta có sẽ là cái vùng backtest lại trendline và cái vùng breakout kháng cự. Rồi tiếp theo chúng ta tới cái câu chuyện là TB. Tiếp theo tới TB thì chúng ta sẽ lấy bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái cán của cờ ha anh em. Ở đây chúng ta sẽ có một cái target. Thì đối với mô hình cờ thì chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ win rate. Win rate nó sẽ nằm trong khoảng là từ 60% cho tới 63% ha anh em. Đối với em đánh và em retest lại tất cả các dạng mô hình.